Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Chúng ta đã nhiều lần bàn về chủ đề ngày tận thế, nhưng hôm nay hãy nhìn từ một góc độ khác, kỳ lạ và thú vị hơn. Trong video này, chúng ta sẽ nói về lời tiên đoán của Nostradamus, vị vua khủng khiếp sẽ từ trên trời rơi xuống. Vào tháng 7 năm 1999, lời tiên đoán này đã khiến nhiều người lo sợ về sự hủy diệt của trái đất. Tuy nhiên, khi thời điểm đó trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thế giới vẫn tiếp tục quay vòng. Tiếp theo là lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế vào ngày 22 tháng 12 năm 2012. Nhưng ngày này cũng trôi qua và chúng ta vẫn sống sót. Vậy điều gì thực sự đang diễn ra? Tại sao những tiên đoán về ngày tận thế liên tục sai lệch? Có điều gì ẩn giấu đằng sau những sai sót này? Nguồn gốc và tính chất của những lời tiên tri. Đầu tiên, hãy tìm hiểu nguồn gốc của những lời tiên đoán về ngày tận thế. Phần lớn những tiên đoán này bắt nguồn từ Khải Huyền trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Khải Huyền chỉ đưa ra những dấu hiệu, không hề nói rõ về thời điểm chính xác của ngày tận thế. Trong niềm tin của người Kitô giáo, có một khái niệm về nghìn năm, cho rằng mỗi cuối thiên niên kỷ sẽ xảy ra những sự kiện phi thường. Người nổi tiếng nhất với việc đưa ra dự đoán về ngày tận thế là nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. Trong bài thơ thứ 72 của quyển Thế Kỷ, ông viết rằng, vào tháng 7 năm 1999, vị vua khủng khiếp sẽ từ trên trời rơi xuống để hồi sinh vị vua của người Angomi. Những dòng thơ này đã mang đến một thông điệp đáng sợ khiến nhiều người tin rằng tháng 7 năm 1999 chính là thời điểm của ngày tận thế. Nhưng khi ngày đó trôi qua mà trái đất vẫn tiếp tục xoay vòng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì khác biệt xảy ra. Bộ phim 2012 và lời tiên tri của người Maya. 10 năm sau, vào năm 2009, bộ phim thảm họa của Mỹ mang tên 2012 ra mắt. Kể từ ngày nhân loại phải đối mặt với thảm họa toàn cầu năm 2012, bộ phim này lấy cảm hứng từ lời tiên đoán cổ xưa của người Maya, một lần nữa khiến những lời tiên tri về ngày tận thế và sự kết thúc của thế giới trở nên nóng hổi trên mạng xã hội. Các cư dân mạng sục sôi hỏi nhau, lời tiên tri của người Maya có chính xác không? Liệu năm 2012 có thực sự là ngày tận thế không? Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của lời tiên tri Maya này, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật khẩn cấp tại di chỉ thành phố cổ Tortuguero. Từ di chỉ này, họ đã phát hiện ra một tấm bia đá hiện được đặt tên là bia số 6. Thoạt nhìn, tấm bia này có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng khi các chuyên gia giải mã những dòng chữ Maya khác trên đó, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Thông tin trên tấm bia có thể được tóm gọn trong một câu, nền văn minh Maya hiện tại sẽ kết thúc sau khi trải qua 13 bê Actun. Lúc đó, một vị thần có tên là Ka-Ewi-O sẽ từ trời giáng xuống. Trong thần thoại cổ đại của người Maya, Ka-Ewi-O là một vị thần toàn năng, sáng tạo và tái tạo vạn vật. Vì vậy, các nhà nghiên cứu về văn hóa Maya cho rằng sự xuất hiện của vị thần này trong dòng chữ khắc trên bia báo hiệu sự kết thúc của nền văn minh Maya. Không chỉ là sự kết thúc của một nền văn minh, mà còn mang ý nghĩa vũ trụ đặc biệt, có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi to lớn trên thế giới, có lẽ là ngày tận thế mà Kitô giáo đã đề cập. Bê Actun và bí ẩn ngày tận thế. Vậy Bê Actun là gì? Đó là một đơn vị đo thời gian trong lịch dài của người Maya. Một Bê Actun tương đương với 144.000 ngày, khoảng 394,3 năm. Vậy 13 bê Actun sẽ là khoảng 5.126 năm. Tuy nhiên, điều làm các chuyên gia đau đầu là họ không biết giai đoạn 5.126 năm này bắt đầu từ khi nào. Bạn phải biết ngày bắt đầu mới có thể tính toán ra ngày kết thúc, tức là thời điểm chính xác mà ngày tận thế sẽ xảy ra. Vì vậy, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã tìm kiếm trong các di tích và tài liệu cổ của người Maya, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, vào năm 1983, nhà khảo cổ học người Mỹ Robert Zerer đã hào hứng tuyên bố rằng ông đã tìm ra ngày khởi đầu của nền văn minh Maya là ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước công nguyên. Và sau 5.126 năm, tức 13 bê Actun, ngày kết thúc sẽ là ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Đây chính là thời điểm ngày tận thế được sử dụng trong bộ phim 2012 dựa trên lời tiên tri bí ẩn của người Maya. Nhưng giờ đây đã là năm 2024 và ngày 21 tháng 12 năm 2012 đã trôi qua gần 12 năm. Theo lịch giải của người Maya, một chu kỳ B Actun mới lẽ ra đã bắt đầu. Tuy nhiên, con người vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật và có vẻ như thảm họa ngày tận thế đã không xảy ra. Điều này khiến mọi người bắt đầu chế nhạo lý thuyết về ngày tận thế, hiệu ứng Mandela và ký ức sai lệch. Nhưng một số người lại phát hiện ra điều kỳ lạ rằng vấn đề không đơn giản chỉ là tiên tri không chính xác, mà nó liên quan đến một hiện tượng tâm lý đặc biệt gọi là hiệu ứng Mandela. Vào năm 2010, một blogger người Mỹ yêu thích các hiện tượng siêu nhiên tên là Fiona Broome đã nhận ra rằng ký ức của mình về lãnh đạo người da đen Nam Phi Nelson Mandela khác biệt với mọi người. Cô nhớ rằng Mandela đã qua đời trong tù vào những năm 1980. Điều kỳ lạ hơn nữa, cô còn nhớ rất rõ về đám tang của Mandela được phát trên truyền hình và cả bài phát biểu của vợ ông, Winnie Mandela, trong tang lễ. Vậy những ký ức kỳ lạ này đến từ đâu? Bởi vì trong ký ức của hầu hết mọi người, Mandela đã trải qua những năm 1980 chủ yếu trong tù. Ông được thả ra vào năm 1990, trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994 và qua đời vào năm 2013. Vậy làm sao ông có thể qua đời trong tù vào những năm 1980 được? Fiona cảm thấy lo lắng với những ký ức chi tiết nhưng sai lệch của mình, tự hỏi liệu mình có mắc bệnh gì không. Cô bắt đầu nghiên cứu hiện tượng này và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có hàng nghìn người cũng có ký ức sai lệch giống mình về Mandela. Sau đó, cô phát hiện ra hiện tượng ký ức khác thường này có thể xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như phim ảnh, địa lý, tôn giáo, 5 năm. Ví dụ, trong bộ phim Star Wars, nhiều người nhớ rằng Darth Vader đã nói với Luke Skywalker, "Luke, ta là cha của con." Nhưng thực tế, nếu bạn xem lại đoạn phim đó, bạn sẽ thấy Vader nói, "No, I am your father." Bởi vì lúc đó, Luke đang giận dữ khi nghĩ rằng Vader đã giết cha mình. Do đó, Vader đang sửa lại lời của Luke chứ không phải đưa ra một thông báo quan trọng. Fiona đã đặt tên cho hiện tượng này là hiệu ứng Mandela, nghĩa là một số người có ký ức về một sự kiện hoặc một vật thể trong quá khứ khác biệt với ký ức của đa số. Các nhà tâm lý học chính thống không mấy quan tâm đến phát hiện này của Fiona. Họ cho rằng cái gọi là hiệu ứng Mandela thực ra chỉ là ký ức sai lệch mà thôi. Kết nối giữa hiệu ứng Mandela và những lời tiên tri ngày tận thế. Khi chúng ta xem xét lại các lời tiên tri về ngày tận thế, có lẽ điều kỳ lạ nhất là sự liên kết giữa hiệu ứng Mandela và những ký ức sai lệch mà nhiều người đã trải qua. Trong trường hợp của các tiên tri ngày tận thế, có một số người tin rằng họ nhớ rất rõ về những sự kiện đã được dự báo xảy ra, như sự sụp đổ của thế giới vào năm 1999 hoặc năm 2012. Tuy nhiên, những ký ức này không phù hợp với thực tế và có thể nói rằng chúng là những phiên bản thay thế của lịch sử mà một số người đã hình thành trong tâm trí của họ. Một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu xem xét khả năng rằng những lời tiên tri về ngày tận thế có thể chỉ là một phần của hiện tượng tâm lý rộng lớn hơn, nơi ký ức tập thể của con người có thể bị ảnh hưởng bởi sự lan truyền thông tin sai lệch, truyền thông, hoặc thậm chí là các yếu tố văn hóa và xã hội. Thực tế, việc hàng triệu người tin vào các tiên đoán không chính xác có thể là một phản ánh của cách mà chúng ta dễ dàng bị thuyết phục bởi những ý tưởng đã được phổ biến rộng rãi và tái diễn liên tục trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, với tiên đoán của người Maya, có nhiều người tin rằng họ nhớ rõ những chi tiết về ngày tận thế 2012, từ những trận lụt lớn, trận động đất, cho đến sự xuất hiện của các thảm họa tự nhiên khác. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không xảy ra. Điều đáng nói là những người tin vào những sự kiện này không nhất thiết phải là những người nhẹ dạ, cả tin. Thay vào đó, họ có thể đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố bên ngoài, như phim ảnh, sách báo và các cuộc thảo luận trên phương tiện truyền thông, khiến cho ký ức của họ bị biến đổi theo thời gian. Tương lai của những lời tiên tri ngày tận thế. Với sự phát triển của công nghệ và khoa học, ngày càng có nhiều người trở nên hoài nghi về tính chính xác của những lời tiên tri về ngày tận thế. Tuy nhiên,
Điều này không có nghĩa là những tiên tri này sẽ biến mất hoàn toàn. Thực tế, chúng có thể tiếp tục tồn tại, nhưng dưới những hình thức khác nhau. Một trong những hình thức mới của những tiên tri về ngày tận thế có thể liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến. Một số người lo ngại rằng những tiến bộ trong lĩnh vực này có thể dẫn đến sự hủy diệt của loài người thông qua các cuộc nổi dậy của máy móc hoặc những thảm họa khác liên quan đến công nghệ. Đây là một chủ đề mà chúng ta đã thấy trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng và nó có thể trở thành nguồn gốc cho những lời tiên tri mới trong tương lai. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ là bất kể những lời tiên tri có thể gây ra bao nhiêu lo lắng, tương lai vẫn là điều mà con người có thể tác động và thay đổi. Điều này có nghĩa là thay vì lo sợ và chờ đợi một kết thúc định mệnh, chúng ta có thể hành động để bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ một cách có trách nhiệm và xây dựng một xã hội bền vững hơn. Bằng cách này, chúng ta không chỉ đối mặt với những thách thức của tương lai mà còn tạo ra những điều kiện tốt hơn để đảm bảo rằng ngày tận thế, nếu có, sẽ không phải là một kết cục tất yếu. Dù các lời tiên tri về ngày tận thế đã qua hay sắp tới, chúng đều phản ánh những lo lắng và sợ hãi của con người về tương lai. Tuy nhiên, chúng cũng cho thấy khả năng của con người trong việc đối phó với những nỗi lo âu này bằng cách tạo ra những câu chuyện và giả thuyết để giải thích những điều chưa biết. Vì vậy, khi chúng ta tiến về tương lai, thay vì chỉ lo sợ những gì có thể xảy ra, chúng ta nên tập trung vào những gì mình có thể làm để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết, trách nhiệm và sự sẵn sàng đối diện với những thách thức bằng tinh thần lạc quan và hành động tích cực. Trong hành trình này, những lời tiên tri về ngày tận thế có thể là một lời nhắc nhở để chúng ta không ngừng cố gắng và tiếp tục sáng tạo, đổi mới để vượt qua mọi khó khăn, từ đó xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.